Bây giờ cùng xem nhé. Có ai xung phong không? Em ạ, em ạ. Mời Sophia lên bảng nào. Phấn của em đây. Giờ thì xử lý bài nào. Trời ơi, móng tay cô nàng đang cào lên bảng. Ai đó dừng lại việc này đi chứ. Liệu đáp án cho bài này có ngắn hơn được không? Tình hình còn tệ hơn nữa. Thôi nào Sophia, em sắp hoàn thành chưa? Làm ơn đấy, chúng tôi không thể chịu được nữa. Em đã làm đủ rồi. Em về chỗ đây ạ. Có vấn đề gì mà mọi người sửng sốt thế? Móng tay mình hơi dài một tẹo thôi mà. Bảy nhân tám, 11 bằng... Trời ạ, khó quá đi mất. Này, học bài chung với tớ không? Wow, tớ thấy London, tớ thấy Sid và thấy cả quần chip của cậu kia kìa. Hải thế không biết. Muốn đội quần luôn đó mà má ơi. Nhưng móng dài thế này thì làm sao mà kéo phép mưa tuyết? Giá mà mình cầm được cái khóa. Nào, cổ ích thôi. Cố lên, bình tĩnh lại nào. Gần được rồi đây. Mình chịu rồi đấy. Cuộc đời thật lắm trái ngang. Mình chỉ muốn đóng khóa quần thôi mà. Khoan, hình như mình kéo được rồi này. Chuẩn, thêm một chút xíu nữa thôi. Chiến thắng đã thuộc về mình. Hết giờ kiểm tra luôn rồi sao? Hôm nay mình không thắng rồi. Sao mình lại đòi làm món giải thế nhở? Nhà hàng này được phết đấy. Món burger ở đây đỉnh lắm nhé. Anh nghe người ta review là tráng miệng còn tuyệt hơn nhiều. Hay là mình thử dùng cách này nhở? Được rồi. Chuẩn, không cần chỉnh. Buổi hẹn hò này diễn ra khá là suôn sẻ đấy. Bụng no thì mới tập trung được. Hình như bụng mình hơi sai sai thì phải. Em phải vào phòng vệ sinh một lát. Anh chờ xíu nhá. Ôi trời, phiền thật đấy. Làm ơn có phòng trống đi mà. Làm ơn đấy. Đúng là may mắn. Nhẹ nhõm cả người. Ngon tuyệt luôn. Và thế là xong chuyện. Nhưng nghĩ lại thì mình vẫn còn một vấn đề phải giải quyết. Không ổn rồi thần linh ơi. Em làm gì mà lâu thế nhở? Chán quá đi. Làm trò gì mà kỳ cục vậy? Cuối cùng cũng xong. Mà sao mình không ấn được vậy? Cưa, mình không muốn làm gãy móng đâu. Suýt thì quên. Dùng khớp ngón tay đi. Hiệu nghiệm tuyệt vời. Khách khứa gì mà bê tha. Tôi không muốn ở đây cả đêm đâu nhá. Mọi người đâu cả rồi? Mình quên béng thời gian luôn á. Lại nữa hả? Tuyệt. Đồ ăn đến nhanh ghê đó. Chào, cảm ơn vì giao hàng siêu nhanh nha. Thơm nức cả mũi. Hai bát mì tới ngay đây. Một cho cậu và một cho tớ. Úps, phải mở hộp này ra đã. Sao hôm nay khó thế nhỉ? Ha, bây giờ đến lượt đũa. Cậu mở nó như thế nào vậy? Đó. Bất cứ ai phát minh ra thứ này thì cũng không nghĩ đến những người để móng dài. Sophia đã chén hết một nửa rồi đấy. Vâng, điều này chỉ còn có nghĩa là dùng móng xúc ăn luôn thôi. Tại sao phải bận tâm tới đũa cơ chứ? Dù có bị người đời chỉ trỏ thì bạn cũng cứ việc mình làm thôi. Cậu đã rửa tay rồi phải không? Được rồi, phụ này hài quá đi. Nói mì đi.
Làm ngay vài pô ảnh tại trận luôn nè. Với những người bạn tốt, ta có thể chơi cùng mãi mà chẳng biết mệt. Tớ làm móng này đẹp phết đấy chứ. Ôi, ngứa quá. Lana, giúp tớ một tí với nào. Đúng chỗ chưa? Chính xác luôn. Chị em số rách đấy Lana ơi. Nhưng với những người bạn khác, vui chơi cùng nhau lại chẳng nhẹ nhàng đến thế. Này, nhìn vào chiếc máy gãi râu kia kìa. Xin lỗi, cậu không biết cảm giác tuyệt thế nào đâu. Cảm ơn Lana, móng tay của cậu đỉnh đấy. Chà, ít nhất thì cậu cũng được các bạn tin tưởng đấy, Lana nhở. Eo ơi, trời ạ. Chào Lana. Chào Bồ Tèo. Ồ, nhìn anh ấy kìa. Mình không thể để bạn đau khổ thế được. Một vé massage đầu tới ngay đây. Nhẹ nhàng cả tâm hồn. Đáng kinh ngạc quá ta ơi. Khỏi đi salon là tiết kiệm được một đống tiền luôn đó cả nhà. Quá trình để khô móng bắt đầu. Rơi mất rồi kìa. Cẩn thận nào. Hay là nhặt bằng chân đi. Rồi đấy. Không có gì có thể làm hỏng được móng xinh đâu nhá. Tự nhiên thấy khát nước kê. Mình có nên nhịn uống nước không nhở? Mình chỉ cần cẩn thận là được. Tập trung bình tĩnh hết sức nào. Ok. Giờ chỉ còn một bước nữa thôi. Góc nào ổn hơn nhở? Gần được rồi. Jared gọi kìa. Đành nhịn một chút vậy. Mình không nhấn nút được. Chờ đó nhé Jared. Tớ đang bấm đây. Xong, alo bạn yêu. Gần khô rồi. Hello. Loại bim bim mình thích kìa. Mình không thể thò tay vào lấy bim bim được. Nhưng mà nhìn ngon quá. Mình chịu khổ nãy giờ rồi. Thôi, kệ xử đi. Cậu tự nhiên quá nhở. Kinh quá, móng bim bim kìa. Con gái lúc nào cũng rối hết cả lên. Thôi kệ, tí tớ sẽ sơn lại sau. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Và việc cần làm đầu tiên là gì? Dĩ nhiên là tháo đôi giày cao gót khó chịu ra. Ôi trời, thoải con gà mái. Và tiếp theo là kính áp trong. Đầu tiên là mở hộp ra đã nào. Đợi đã. Tí nữa là thành cướp biển Caribe rồi. Nhưng mình muốn lấy nó ra qua đi. Này, mình quên mất cây bông ngoái tai. Cậu sắp cứu tớ một bàn thua đấy anh bạn nhỏ. Chỉ cần gấp nó lại làm đôi như này. Giờ thì giữ nó thật cẩn thận. Và đưa nó lên mắt. Rồi nhẹ nhàng tháo kính áp trong ra. Sau đó cho vào dung dịch bảo vệ thôi. Dễ như ăn bánh vậy. Mắt mình có thể thở được rồi. Thoải mái quá đi. Mặt trời đã ló dạng, nghĩa là đã đến lúc phải bôi kem chống nắng. Cần giúp gì không Olivia? Này Emily, đến đây đi. Bạn có thể bôi kem chống nắng lên lưng giúp tôi không? Tôi chỉ vừa mới làm xong bộ móng, nhưng được thôi, trông có vẻ cũng dễ nhỉ. Trong khi móng tay sơn acrylic trông đẹp tuyệt, thì chúng lại làm cho cuộc sống khó khăn hơn một chút. Và trong trường hợp này thì... Tôi bôi đây. Au, có cần phải mạnh tay như thế không? Ái chà, lưng tôi đầy vết xước. Xin lỗi, có vẻ như móng của tôi đã gãy ra đấy. Được rồi, tạm biệt. Cảm ơn nhiều nhé.